máy dán cạnh tự động, phun chức năng S8, có bo góc, có hiệu S8, tiếng Việt. Rồi những tính năng như sau: bật sấy âm, nâng tỉ gỗ tự động, bật phăng tải, máy chạy rất êm. Rồi thứ hai, bật khởi động dao cắt hai đầu. Bo thì có hai kiểu, đây có bốn kiểu, chọn các bo toàn phần, bo một phần và bo trên. Thường thì chúng ta sẽ chọn bo toàn phần, đặt chức năng bo. Đây là chức năng bo góc, cũng được cơ USC. Máy chạy rất là êm vì động cơ là của Đức, liên doanh sản xuất tại Trung Quốc. Đây là bộ phận nạo tinh rất quan trọng, và cuối cùng là đánh bóng xịt tẩy keo. Đấy, bộ phận xịt tẩy keo. Nâng tỳ ván là tự động và không còn phải quay tay, chỉ được ấn vào đây thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem nâng tỉ bám nha. Đây, chúng ta sẽ ấn vào tỉ nâng ván này. Nâng ván. Hạ ván. Cấu trúc của máy đây là chưa lắp thành đỡ vào.
mình dán thử.